chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Canh Thân từ 16 tháng 2 năm 80 đến 4 tháng 2 năm 81 dương lịch. Trước 15 tháng 2 80 thuộc tuổi Kỷ Mùi. Mọi thành tựu bắt đầu từ pháp nhẫn. Người tu pháp nhẫn là người có phước huệ. Nhẫn nhịn cảm thông từ tấm lòng Bồ Tát, khác với sự cố nhịn như mọi người đề nghị. Những người tuổi Thân khó tu được pháp nhẫn này, nhất là khi họ còn trẻ, vì đa phần họ hiếu thắng, không cam chịu thua thiệt ai khác. Không ít người sau khi trải qua sóng gió, trải qua phiền não, dần dần ngộ ra nhẫn với người là phước với ta. Những người sinh cuối năm của tuổi Canh Thân có vận không đẹp. Nhiều người trong số này cuộc sống nhiều biến động, tình cảm trắc trở. Khải Toàn sẽ nêu các ví dụ ở phần giữa bài. Canh Thân thuộc nhóm người hướng ngoại, nhiệt thành, ít chịu thua kém ai trong cuộc sống. Một số người sinh mệnh ngày thuộc Quý Kỷ Tân là nhóm người nội tâm. Đa phần còn lại là hướng ngoại. Nhóm người sinh cuối năm thường an phận. Canh Thân là những người vì gia đình, thương yêu, bảo bọc gia đình của mình hết lòng. Chính vì thế dễ phiền não vì gia đạo. Khá nhiều người lận đận chuyện tình cảm, nhất là người sinh mệnh ngày thuộc Canh Thành Kim hoặc ngày Ất Thành Mộc. Tuy nhiên không thể dựa vào năm mà xét chính xác, xét mệnh phải xét cả năm tháng ngày giờ sinh. Khải Toàn xin chia sẻ bài này để tìm dụng thần về mệnh quyết cho từng nhóm sinh, cho từng tháng sinh của tuổi Canh Thân. Không xét mệnh theo năm, luận theo bát tự tứ trụ, các bạn nên xét năm tháng ngày giờ, giới tính và họ tên. Các bạn vào app Định Việt hoặc website Khải Toàn để tra ngày sinh, ghi lại 8 ô sinh thần bát tự, sẽ phát hiện những điều thú vị của bản thân. Biết mệnh mới có thể cải mệnh, cũng như biết tâm tánh người thân để đối đãi phù hợp. Tự khám phá sinh thần bát tự của chính mình, các vị sẽ nhận ra những điều không tưởng. Giả dụ vì sao mệnh có tài phú, hoặc vì sao không có tài phú, hay vì sao dễ vướng mắc vào tình cảm. Tất cả là nghiệp quả từ đời trước. Nếu từ bây giờ chịu tu dưỡng tâm tánh, tức là gieo nhân thiện quả thiện là lẽ tự nhiên. Phần đầu video nói về mệnh có tài phú, tính cách tuổi Canh Thân. Phần sau nói về chi tiết 12 tháng sinh, luận về dụng thần mệnh quyết. Phần cuối nói về ý nghĩa mệnh ngày sinh. Nếu bạn đang xem video này trên TikTok, hãy xem thêm các video tháng sinh của mình. Canh Thân 1980, trẻ hơn Khải Toàn 1 tuổi. Khải Toàn may mắn trợ duyên cho các vị gia chủ, họ là những vị đức độ giàu có ở tuổi Canh Thân này, nhưng đa phần không dễ có được thành công. Khải Toàn sẽ nêu vài ví dụ ở phần tiếp theo. Canh Thân là nhóm người có tính thích nghi cao với cuộc sống, đường tình duyên thường sóng gió, phước đức mới có thể tìm được người tâm đầu ý hợp. Canh Thân sinh vào các tháng Dần Thân Tỵ Hợi, không phải nhóm có mệnh tốt, nhất là ngày sinh rơi vào bốn chữ này. Thuộc mệnh thiếu quyết tâm, nhưng may mắn là thích nghi tốt với cuộc sống. Canh Thân sinh vào các tháng Thìn Tuất Sửu Mùi là nhóm có cơ hội về tài phú, là những người thích nghiên cứu sáng tạo, tâm tính bình hòa. Canh Thân sinh vào các tháng Tý Ngọ Mão Dậu là nhóm người có tố chất người đứng đầu, nhưng khiếm khuyết là bảo thủ cao, cái tôi rất lớn. Những năm dễ có biến động với tuổi Canh Thân là Giáp Thân, Bính Thân, Giáp Dần, Bính Dần. Còn lại cần xét theo năm tháng ngày giờ sinh. Chiếu theo mệnh ngày sinh, ai sinh mệnh ngày thuộc Canh, gặp đại vận có chữ Thân hoặc trong lá số có chữ Thân là mật mã phát tài. Và người sinh vào ngày Canh này, ngày Canh Hành Kim này dễ biến động vì tình cảm, trắc trở hoặc tái hôn. Các anh chị tuổi Canh Thân khi xem video này không nên nhớ về quan niệm theo năm sinh. Mệnh theo năm sinh không thể chính xác. Giả dụ mọi người từng biết Canh Thân mệnh đại thạch thổ, hãy tạm quên đi cách tính này.
nếu nghĩ mình mệnh thổ, nhất là những người dư kim hay dư thổ, mà dùng thêm thổ là tự làm bệnh mình suy. Vì vậy, hãy kiên nhẫn xem video, tự nhiên nghiệm lại sẽ có kết luận riêng cho bản thân mình. Nếu sinh thần bát tự là định số cho ra những nghiệp lực khác nhau của mỗi con người. Từ tướng mạo đến tài phú hay gia đạo đã là định số, thì phong thủy hay thần Phật không giúp được gì. Chỉ có thể tự tu dưỡng mới có thể chuyển hóa. Thế nào là minh tâm kiến tánh? Tánh là bản tánh, tánh, dữ, hiền, độc đều khác nhau, nhưng lại luôn bị động bởi hoàn cảnh. Nếu các vị là người đang đau khổ, hãy bán chúng đi. Hãy đầu tư vào tâm tánh của mình, đầu tư vào Phật Pháp. Ngày ngày làm ăn kiếm tiền là nuôi thân, ngày ngày hành thiện nghe pháp, hành thiền là nuôi dưỡng cái tâm. Dù giàu hay nghèo, người mà có tâm ý thuần thiện thuần tịnh sẽ luôn có cơ hội để cải biến, phước duyên sẽ đến. Vị nào thiếu kiên nhẫn hoặc băng tự trong video khó tiếp thu, các vị nên lướt qua video, không nên xem tiếp. Ngược lại, quý vị cảm thấy băng tự thuận tai, đích thị là người có cơ duyên, biết thêm vài mật mã trong mệnh của mình để cải biến vận hạn, có thêm phương pháp để cải vận, nhưng không thể thay trắng thành đen. Các anh chị tự tra lá số trong website Hải Toàn ghi lại 8 ô sinh thần bát tự, trong đó mệnh ngày sinh là một mật mã rất quan trọng. Ngày sinh là định số. Nếu có ai đó sinh cùng ngày giờ, cùng nơi ở, chưa hẳn giống nhau, khác nhau họ tên đã khác rất nhiều. Giả dụ người sinh mùa xuân, kỵ mộc thiếu kim, được đặt tên cho hành kim, quả là có phước. Định số cho ra nghiệp quả khác nhau, nhưng chính trong đời này vẫn có thể bồi phước hay tổng giảm phước do cách sống. Nếu quý vị là người thiện, luôn muốn sống và gặp gỡ người thiện, mảnh đất bạn đang sống khí sẽ hưng vượng, vì tầng sống bạn tạo ra sẽ đến cùng tầng sống ấy. Ngược lại, người có tâm bất thiện, họ sẽ tìm đến những người như họ để kết giao. Giả dụ những người thích ăn trộm, họ sẽ tìm người như họ để học hỏi xem có chiêu gì hay không, có nơi nào để hành nghề hay không. Bản thân bạn thiện thì có gặp người như thế cũng không thể nào hòa nhập vì khác tầng sống. Đó chính là nghiệp lực, là những lực hút vô hình, là những sợi dây thừng được chặt chúng ta. Tâm không thiện thì vận không thông, chỉ có tu dưỡng, bố thí, mở lòng mới có thể cải biến. Nhanh thì 3 năm, chậm thì 5-10 năm mới có thể chuyển mê thành giác. Ví dụ về mệnh có cơ hội tài phú. Anh gia chủ sinh tháng 2 năm 80, làm chủ doanh nghiệp về âm thanh ánh sáng. Anh sinh ngày Kỷ hành thổ âm, cung tài là thủy dương. Mệnh có mỗi một trụ nhâm thủy, thủy dương ẩn trong chữ thân, tức trong chữ năm thân. Mệnh gốc không phải là mệnh giàu có. Tuy nhiên, lá số nhiều thổ lại là mệnh có cơ hội về nhà cửa đất đai, về tích trữ tài phú. Các bạn nhìn các hình màu nâu trong hình minh họa. Và quan trọng nhất là thời vận của mệnh. Đa phần đều có thủy là cung tài. Trong đó ở giai đoạn 40, anh hành vận có mật mã lộc thần, là một mật mã dễ phát tài. Anh sinh vào mùa xuân, mệnh kỵ mộc thổ thiếu kim. Họ tên của anh thuộc hành kim, cũng giúp vận của anh tốt hơn đôi phần với người sinh cùng ngày giờ. Và quan trọng, anh là người thiện lành. Vì sao có người gia đạo êm ấm, vì sao có người lại kém duyên? Vẫn là nghiệp quả từ đời trước. Điều này có thể thấy được trong sinh thần bát tự. Vẫn không ít người cầu mong tình duyên, dùng cả tà thuật để có tình cảm. Điều này quả là mê lầm. Người không có phước về tình duyên lại cầu tình cảm tình duyên, chẳng khác nào đi vay mượn. Cái giá phải trả về sau chính là sự đau khổ, bằng cả thanh xuân, bằng cả sự hối tiếc. Người mà kém duyên thì chỉ có thể tu pháp vô ý,
và không mong cầu về tình cảm mới có thể cải biến. Khải Toàn xin đưa ra một ví dụ về mệnh kém duyên trong tình cảm. Trong mệnh lý bát tự tứ trụ có hai phương pháp đơn giản xem cung tình cảm. Cách thứ nhất, xem các sao về thần sát. Ví dụ mệnh có sao hoa cái, nữ có sao hoa cái, hoặc là có sao cô thần quả tú và cả sao hồng diễm là mệnh tình cảm dễ trắc trở. Cô gia chủ này sinh tháng 11 năm 80, cô sinh ngày canh hành kim. Không riêng vì tuổi này, đa phần nữ sinh ngày canh hành kim này có đường tình cảm không đẹp, càng xấu hơn nếu có chữ tuất hay thân trong lá số. Sao hồng diễm của ngày canh là chữ tuất. Cô sinh tháng tuất, tức mệnh của cô có sao hồng diễm, là sao đào hoa của nữ, là mật mã dễ trắc trở tình cảm. Thực tế ngoài đời, sau 40 cô mới lập gia đình. Mệnh cô kỵ kim thổ hỏa. Vì mệnh sinh mùa thu và sinh tháng tuất, cô khuyết mộc. Cô làm nghề cho thuê áo cưới hơn 10 năm nay, công việc khá suôn sẻ. Khi mệnh kém duyên tình cảm, trắc trở tình cảm, dễ tái hôn. Nếu lập gia đình sớm, khả năng trắc trở rất lớn. Nếu lập gia đình muộn hoặc xe duyên cùng người đã từng tan vỡ, đã từng tái hôn, khả năng lận đận hay tái hôn sẽ giảm đáng kể. Nếu ai rơi vào hoàn cảnh ấy, không nên cầu thị tà pháp để có tình yêu. Hãy mở lòng với chính mình, hãy bố thí tình yêu thương bằng lời chân thiện, bằng sự cảm thông, bố thí cho người sự giúp đỡ bằng tấm lòng Bồ Tát. Đó chính là cách cải vận tốt nhất, đó chính là nhân quả. Khải Toàn đã gặp số ít trường hợp ngoài đời mệnh kém duyên tình cảm nhưng vẫn có gia đạo an ổn, vì họ biết bố thí. Khải Toàn sẽ nêu một ví dụ khác. Mệnh nữ này sinh giữa tháng 1 năm 80, mệnh như thủy kỵ thủy, quyết mộc hỏa. Mệnh của cô có sao quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Mệnh có hai mật mã trắc trở tình cảm, một là mật mã hồng diễm, hai là mật mã cô thần quả tú. Có một mật mã là gian nan tình cảm, có cả hai mật mã thì khó lòng thuận hòa trong gia đạo, trừ khi đời sống trước đó mở lòng bố thí tình yêu thương và lời chân thiện nhiều. Phước thần nghiệp quả mỗi người khác nhau, phước tài phú, phước tướng mạo, phước tình cảm hay gia đạo, đời trước ban đời này có là điều không phải bàn. Thực tế của cô gia chủ này đã một lần tan vỡ, cuộc sống trước 10 tuổi nhiều biến động và không may mắn. Những người sinh trong tháng 11 sau 40 tuổi cuộc sống thay đổi theo hướng tích cực hơn nhiều. Những mệnh kém duyên tình cảm thì lận đận tình cảm hoặc kết duyên muộn. Một số trường hợp kết duyên với người đã từng chia ly. Nếu bạn biết số mệnh của mình đã kém duyên, muốn tìm cách hóa giải, Khải Toàn chân thành khuyên, trước tiên hãy giảm mong cầu về tình cảm. Biết mở lòng bố thí, tu pháp vô ý, mở lời chân thiện, giúp đỡ chúng sanh. Hóa giải bằng phong thủy hay cúng kiến chỉ là nhất thời, thậm chí đưa bạn vào con đường mê lầm. Vì khi có được tình cảm mà bản thân không vun đắp, lại trả cái giá khá đắt cho chính điều mình đã vay. Vì vậy, hóa giải bằng nhân quả, bằng sự chân thiện mới có thể mang lại phước báo. Anh chị tuổi Canh Thân lưu ý, khi chọn mua nhà để ở, để thuê kinh doanh hay làm việc gì đó, nên tránh nhà có cửa ở cung Hợi, góc 322 độ cho đến 338 độ Tây Bắc, sẽ phạm phải vong thần, mật mã kiện tụng thị phi, khó lòng an ổn. Thông thường tính đơn giản, tuổi Thân sinh mùa xuân, hướng nhà hợp là hướng Tây hoặc Tây Bắc, sinh mùa xuân thường kỵ mộc khuyết kim. Tuổi Thân sinh mùa hè, hướng nhà hợp là hướng Nam, thường là kỵ hỏa thiếu thủy. Tuổi Thân sinh mùa thu, hướng nhà hợp là hướng Đông hoặc hướng Đông Nam, thường là kỵ kim thiếu mộc. Và tuổi Thân sinh mùa đông, hướng nhà hợp là hướng Bắc, thường kỵ thủy thiếu hỏa. Tuy nhiên phương pháp chọn theo hướng hợp này cho các vị thêm vài điểm tốt, không phải yếu tố chính. Giả dụ thuê để kinh doanh,
dù hướng không tốt nhưng rơi vào tọa độ tốt trong 3 năm ngay sau đó vẫn có thể rất tốt vì tính theo cũ cung phi tinh. Nếu thuê để làm ăn buôn bán khác với thuê để ở dài lâu. Nếu tính theo cũ cung phi tinh, mỗi năm sẽ có một vì sao nhập vào cửu khí, sao cát tinh thì giúp vượng khí. Vì vậy chọn nhà kinh doanh khác với nhà ở. Xét theo phong thủy nhà, không chỉ xét hướng còn phải xét cả tọa độ, quan cảnh bên ngoài, bố cục số nhà. Vâng, xét rất nhiều yếu tố. Yếu tố hướng chỉ là một trong nhiều yếu tố. Dù có chọn hướng nhà hợp, cửa khí tốt, quan cảnh tốt và cả mời thầy phong thủy giỏi, chưa hẳn đã phát đạt, chưa chắc đã phát tài. Vì tâm tánh người chủ, tâm tánh những người ở trong đấy là một phần quan trọng tạo nên khí trường hưng hay suy, hưng vượng hay thất vượng thông qua hành động và lời nói, thông qua tham sân si. Giả dụ các vị là người chủ đoan chánh thì người nhân viên sẽ học theo đoan chánh theo. Người hay gian dối hay nóng giận sẽ sản sinh ra khí trường hắc ám, không thể nào vượng khí cho ngôi nhà, cho mảnh đất ấy, là cơ hội để linh giới quấy nhiễu. Ngược lại, người mà luôn ngay thẳng chính trực, người mở lòng thông cảm là người có tâm thuần thiện, tự khắc sản sinh khí trường thiện lành, tự khắc đất họ sống sẽ hưng vượng. Các bạn xem video theo tháng sinh của mình vào website Khải Toàn, tự tra lá số ghi lại 8 ô sinh thần bát tự để tiện tra cứu. Các bạn lưu ý thuật số xem bát tự tứ trụ ứng dụng theo mệnh quyết. Các bạn có thể lên Google tìm dụng thần mệnh quyết là gì để tìm hiểu thêm. Nội dung chỉ ra tìm dụng thần mệnh quyết theo bát tự tứ trụ. Nếu bạn kiên nhẫn xem, có thể phát hiện nhiều thông tin về bản thân nhằm cải biến vận mệnh. Hãy để lại bình luận rõ ràng, câu hỏi rõ ràng, ghi rõ ngày tháng sinh dương lịch, đủ duyên Hải Toàn sẽ hồi đáp. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 1. Sinh từ 16 tháng 2 cho đến 16 tháng 3 năm 80. 16 tháng 3 năm 80 dương lịch, tháng Mậu Dần. Mệnh sinh nhóm này đa phần khuyết kim kỵ mộc. Các bạn nên lưu lại 8 ô sinh thần bát tự của mình để tiện tìm hiểu. Năm sinh thân, nếu gặp vận hoặc trong lá số có chữ Dần thân là có sao dịch mã, người dễ đi xa xa quê hương, biến động thay đổi chỗ ở hoặc công việc. Nhóm này ai sinh mệnh ngày hành giáp gặp đại vận có chữ Dần là một mã phát tài. Mệnh sinh tháng Dần có nhiều cơ hội phát tài. Năm sinh canh thân, năng động hướng ngoại, khéo giao tiếp, không chịu thua thiệt ai. Trong cuộc sống họ luôn muốn vươn lên. Tháng sinh Dần thuộc mộc, tính cách thẳng thắn, khi nóng giận khó kiềm chế. Dần thân hai mật mã xung khắc, mệnh dễ biến động. Người sinh nhóm này đa phần linh hoạt, nóng tính, khó lòng hào hiệp, đôi khi thiếu quyết tâm lớn. Mệnh mộc vượng thường quân tử bảo thủ. Mệnh khuyết kim nên biết mỗi sáng gõ vài tiếng vào chiếc chuông đồng là tăng vận kim, đeo trang sức vàng bạc đá quý là nạp kim, ăn tổ yến soi gương là tăng vận kim thủy. Khi thức dậy mặt nên hướng về hướng tây hoặc tây bắc để gia tăng khí tốt. Giờ tốt trong ngày cho mệnh khuyết kim là buổi chiều, buổi tối là giờ của thủy. Về thời vận, với mệnh nữ từ 45 đến 54 hành vận Quý Dậu, hành đại vận do kim thủy quản là thời vận khá tốt, nhất là người sinh mệnh ngày thuộc bính đinh hành hỏa, nhiều cơ hội về tài lộc. Không tốt với mệnh ngày ai sinh mệnh ngày ất hành mộc. Năm sinh thân, gặp chữ Dậu là có sao hành trì. Vận này hành vận hành trì, đào hoa thông minh lãng mạn, có duyên ăn nói, gặp gỡ nhiều người. Ở vận Dậu với người sinh ngày thuộc tân, gặp đại vận có chữ Dậu là mật mã phát tài, lẫn mật mã dễ chắc trở tình cảm trong giai đoạn này. Với mệnh nam từ 44 đến 53 tuổi hành vận Quý Mùi, ai sinh mệnh ngày thuộc giáp và canh có cơ hội phát tài. Hành đại vận do thủy thổ quản, thủy thổ hỏa quản, không phải thời vận tốt. Nhóm người sinh mệnh ngày giáp hành mộc
nhiều cơ hội về công việc phát tài hơn. Tuy nhiên, không tốt với người sinh ngày đinh thành hỏa. Ứng dụng phong thủy cho bạn thêm vài phần tốt về tài lộc, nhưng tu dưỡng tâm tánh, mở lòng giúp người mới là cách mở thêm phước báo. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 2, sinh từ 17 tháng 3 cho đến 14 tháng 4 năm 80 dương lịch, tháng Kỷ Mão. Mệnh sinh nhóm này đa phần quyết kim kỷ mộc. Các bạn nên lưu lại 8 ô sinh thần bát tự của mình để tiện theo dõi. Ai sinh mệnh ngày thuộc ất, gặp vận có chữ Mão hoặc sinh tháng Mão là có một mã phát tài, một mã lộc thần. Năm sinh thân thuộc nhóm hướng ngoại, khéo giao tiếp, dễ nổi bật trong đám đông, hiếm khi chịu thua thiệt ai trong cuộc sống. Người sinh tháng Mão tượng trưng cho sức mạnh của Ngọc, tính khí quân tử khỏi bàn, có nhiều hoài bão trong cuộc sống và rất cực đoan. Người sinh nhóm này tính cách đa phần thẳng thắn, tốt tính, khó lường cuối trước ai khác, nhất là mệnh sinh ngày thuộc hành dương. Mệnh mộc vượng thường quân tử thái quá, đa phần tốt bụng nhưng rất bảo thủ. Mệnh khuyết kim nên biết đeo trang sức vàng bạc, đá quý là kim, soi gương là tăng vận kim thủy. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về tây bắc hoặc là hướng tây. Mỗi ngày gõ tiếng chuông là bật trợ kim. Giờ tốt cho mệnh khuyết kim là buổi trưa sau 15 giờ đến 19 giờ. Giờ buổi tối là giờ của thủy. Về thời vận, mệnh nữ 44 đến 53 tuổi, hành vận giáp tuất. Với ai sinh nhóm này, sinh mệnh ngày thuộc ất, gặp đại vận có chữ tuất là một mã dễ phát tài. Hành vận do mộc hỏa quản, không phải thời vận tốt, tâm tánh dễ nóng nảy. Với mệnh nam từ 43 đến 52 tuổi, hành vận giáp thân. Năm sinh thân nếu gặp vận có chữ dần thân là có sao dịch mã, chủ về biến động đi xa thay đổi chỗ ở. Thời vận này của nhóm này phạm cục ngâm là đại vận trùng với năm sinh, không tốt về sức khỏe, hao tổn thị phi kiện tụng. Hành đại vận do mộc kim quản, đa phần không lành, phạm thêm thiên khắc địa xung, tức chữ canh thân, xung và trùng với chữ giáp thân. Để cải biến tốt nhất, ứng dụng phong thủy chỉ tăng thêm ít phần, nhưng tu dưỡng tâm tánh, mở lòng giúp người mới là cách tích phước bồi đức. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 3, sinh từ 15 tháng 4 cho đến 13 tháng 5 năm 80 dương lịch, tháng Canh Thìn. Mệnh sinh nhóm này đa phần khuyết kim thủy, kỵ mộc. Các bạn lên vượt gồm tìm về mệnh khuyết kim thủy và ghi lại 8 ô sinh thần bát tự của mình để tiện theo dõi. Năm sinh thân, năng động hướng ngoại, không chịu thua thiệt ai trong cuộc sống và khéo giao tiếp. Tháng sinh thìn, mật mã tài hoa, thìn là mật mã người đứng đầu, rất có khí chất. Năm sinh thân, sinh tháng thìn là người có sao hoa cái, chủ về thông minh sáng dạ, nghệ thuật học nhanh hiểu nhanh, lẫn thị phi cô đơn. Nam có mật mã này thường đại diện cho quyền uy. Nữ có mật mã này cá tính mạnh, dễ dẫn đến cô đơn. Người sinh nhóm này tính cách đa phần linh hoạt, thích nghi cao với hoàn cảnh, trừ người sinh mệnh ngày quý hành thủy âm. Mệnh thổ và mộc vượng, quân tử lẫn lo xa. Mệnh khuyết kim thủy nên biết mỗi ngày sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng tây hoặc tây bắc, hướng bắc vẫn được. Đeo trang sức vàng bạc là kim, đá xanh, xanh dương màu đen là thủy, soi gương là tăng vận kim thủy. Giờ tốt cho kim thủy là sau 15 giờ chiều. Mỗi ngày gõ tiếng chuông đồng là tăng vận kim, đeo trang sức vàng bạc cũng vậy. Về thời vận, đối với mệnh nữ từ 42 đến 51 tuổi, hành vận ất hợi. Những người trong nhóm này sinh ngày thuộc hành nhâm, gặp vận có chữ hợi là một mã dễ phát tài. Hành đại vận do mộc thủy quản, không phải thời vận tốt ở 5 năm đầu. Về mệnh nam, hành vận ất dậu từ 43 đến 52 tuổi. Năm sinh thân, nếu gặp vận có chữ dậu là có sao hàm trì. Hàm trì là đào hoa, thông minh, lãng mạn, cơ hội kết ôn, cơ hội kết hôn, có duyên ăn nói, gặp gỡ nhiều người. Ai sinh mệnh ngày thuộc hành tân, gặp vận có chữ dậu là mật mã dễ phát tài, lẫn mật mã dễ trắc trở tình cảm.
hành đại vận do mộc kim quản, 5 năm đầu thường không tốt, 5 năm sau là vận có kim khá tốt, có cơ hội về tài lộc. Nhất là ai sinh mệnh ngày bính hành hỏa, cải vận tốt nhất. Khi dùng phong thủy tăng thêm đôi phần về tài lộc, nhưng tu dưỡng tâm tánh mới là cách gia tăng phước báo.